một chi tiết có thể bạn đã không để ý trong cuốn tiểu thuyết Bố Già của Mario Puzo. Nhân vật Bajini chỉ xuất hiện ở chương thứ 20, có nghĩa là đến nửa sau của cuốn tiểu thuyết, nhân vật chủ chốt này mới thực sự xuất hiện. Trong khi hắn ta đã kiểm soát toàn bộ mọi vấn đề ngay từ đầu mà không hề ai biết đến hắn. Trong phiên bản phim điện ảnh Bố Già năm 1972, tuy rằng là Bajini đã được cài cắm vào phân đoạn nhỏ đầu tiên trong bộ phim, nhưng mà sau đó, nhân vật này không hề xuất hiện hay được nhắc tên một lần nào cho đến khi buổi họp lớn nhất thế giới ngầm được diễn ra. Kể cả danh sách những kẻ linh án tử của Sony sau vụ gã người thổ cũng không có cái tên của bất kỳ ai trong tổ chức mafia của Bajini. Vậy tại sao Bajini có thể điều khiển được những con rối trong khi ông ta chẳng hề lộ mặt? Và quan trọng hơn hết, kế hoạch khủng khiếp này của Bajini đã sai sót ở chỗ nào, dẫn đến sự sụp đổ của tổ chức mafia khét tiếng nhất nước Mỹ vào thời điểm đó? Và đây sẽ là chủ đề của video ngày hôm nay. Mình là Kiên Xuân và đây là câu chuyện điện ảnh. Trong video lần trước, mình đã phân tích vì sao chỉ trong một buổi họp, Bố Già có thể nhận ra Bajini là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Bạn có thể xem lại video đó của mình đã để trên phần chú thích ở góc trên cùng bên phải. Nhân tiện đây, shop phụ kiện mafia của mình vẫn luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất và độc lạ về mafia. Đây sẽ là những món quà khiến cho người yêu của bạn phát cuồng nếu như mà anh ấy hay là cô ấy là fan của Bố Già. Không những thế, nó cũng có thể là món quà tặng dành cho bồ của bạn, anh hàng xóm hay thợ sửa ống nước, điều hòa máy giặt hay bất kể là ai. Mình sẽ để link shop ở phần chú thích. Bajini là con người chỉ thích làm ăn lớn, chuyên tổ chức sòng bài và nuôi điếm ở quận Brooklyn và Queens. Cả bán đảo Staten là địa bàn của ông ta. Còn ở Bronx, Westchester, ông ta có nhiều trạm cá cược thể thao, buôn mai thúy ông ta cũng làm. Bajini quen biết rộng, chơi thân với cả mafia miền Tây, nên là ông ta cũng bắt đầu làm ăn ở hai trung tâm giải trí đó là Las Vegas với cả Reno. Xét về sức mạnh tổ chức thì từ trước đến nay, tổ chức của Bajini chỉ thua mỗi tổ chức mafia của Corleone. Vì ở quê nhà Sicily, ông ta cũng có rất nhiều tầm ảnh hưởng. Trong giới tài phiệt phố Wall cũng có móc nối làm ăn. Nói chung là làm cái gì ra tiền là có mặt Bajini. Chính Bajini là người đứng sau tổ chức Tartaglia ngay từ đầu mà không ai có thể lường trước được. Viện trợ cả tiền bạc lẫn tầm ảnh hưởng vì xưa nay hắn vẫn nuôi tham vọng đập tan gia đình Corleone để trở thành ông trùm quyền lực nhất New York, cũng có nghĩa là tổ chức mạnh nhất cả nước. He must let us draw the water from the well. Ông ta giống típ người của Bố Già Vito nhưng mà trẻ hơn, tiến bộ văn minh hơn, có liên kết chặt chẽ với cả đám giang hồ mới nổi. Bajini cũng mạnh mẽ như Bố Già Vito nhưng mà lạnh lùng hơn, không sống tình cảm như là Bố Già, nên thực sự là nhân vật này là nhân vật đáng gờm nhất New York vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Bajini đã sai lầm một số những vấn đề trong khi đang cầm nắm quyền lực. Ông ta thực sự đã đi đến rất gần với ở tầm nhìn vĩ đại của ông ta. Ông ta có một kế hoạch hoàn hảo để thực hiện hóa ước mơ của mình. Kế hoạch tiếp theo sau buổi họp này chính là dập nát những gì còn sót lại của đế chế Corleone. Nhưng mà ở giai đoạn buổi họp này diễn ra, kế hoạch hoàn hảo của ông ta đã bị Bố Già Vito phá vỡ. Đó là Bố Già sẵn sàng cầu hòa để mọi thứ quay trở lại như trước đây. Sự nhượng bộ này là một bước đi của Bố Già mà Bajini không hề lường trước trong kế hoạch. Như ở trong video mình đã phân tích, Bajini đã tỏ ra khó hiểu khi mà Bố Già lại có thể thề bằng linh hồn của các con cháu ông và không hề muốn truy cứu người gây ra sự ra đi của con trai cả. Sau đây là những sai lầm của Bajini, và những sai lầm này như những quân bài domino khiến cho tổ chức của ông ta sụp đổ hoàn toàn. Người nắm giữ quyền lực là người luôn phải nói ít hơn mức cần thiết vì họ đang nắm giữ nhiều khía cạnh của một trò chơi và đặc biệt là không bao giờ nói ra những ý định thực sự một cách thẳng thắn. Ví dụ cho bạn dễ hiểu, nếu bạn là một người sếp tổng mà bạn này đang muốn đuổi việc một số nhân viên trong công ty, bạn chỉ cần bảo là bạn ghét nhân viên ABCXYZ này thôi, không cần phải nói thêm gì nữa. Tự khắc là những thằng sếp nhỏ hay là những thằng trưởng phòng sẽ tìm cách đuổi việc mấy nhân viên kia đi hộ bạn. Nếu như là mấy thằng đó muốn lấy lòng bạn, nó sẽ làm như vậy. Còn trong trường hợp một số nhân viên bị đuổi quay lại kiện công ty bạn, thì bạn có thể lôi mấy thằng sếp phó hay là mấy thằng trưởng phòng ra chém đầu. Bởi vì những thằng đó là những thằng trực tiếp gây ra sai sót, vì bạn chỉ nói là bạn ghét, chứ bạn chẳng hề ra lệnh đuổi việc bất kỳ ai cả. Đây là ví dụ cho thấy, bạn càng đi đến đỉnh cao của quyền lực, bạn càng phải nói ít hơn mức cần thiết. Sự im lặng của bạn sẽ khiến cho người khác không thoải mái. Con người là một cỗ máy giải thích, vậy nên là bạn càng im lặng
người đối diện bạn sẽ càng nói nhiều hơn để lấp vào những khoảng trống trong cuộc trò chuyện. Và từ đó bạn có thể khai thác được thông tin từ lời nói của họ. Bà Ginny sai lầm ở chỗ là ông ta đã tiết lộ quá nhiều về ý định thực sự của ông ta trong buổi họp này. Cho dù là ông ta không nói thẳng những ý định đó, nhưng mà đủ để bố Davito đọc vị được ông ta. Điều đó dẫn bà Ginny đến sai lầm thứ hai. Bạn hãy nhớ rằng, bố Davito bước vào cuộc họp này ở kèo dưới, không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn hãy để ý cảm xúc nhỏ nhẹ và hơi có phần yếu ớt của bố già vào đầu buổi họp. Nhưng mà một khi bà Ginny đã bắt đầu bộc lộ suy nghĩ và kế hoạch của ông ta, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Từ thần thái, giọng điệu và cảm xúc của bố Davito trở nên tự tin hơn hẳn sau khi phát hiện ra kẻ thù của mình thực sự là ai. Điều gì đã mang lại cho bà Ginny vị trí quyền lực nhất thời bấy giờ? Đó là sức mạnh thật sự của ông ta được giấu ở trong bóng tối. Bạn hãy tưởng tượng là bạn đang tham gia một cuộc chiến, nhưng mà bạn lại không biết ai mới là kẻ thù thực sự của mình. Nó giống như trong game ma sói vậy. Bạn là chú thợ săn, nhưng mà bạn lại chẳng hề nhìn ra trong bầy đàn đâu là người, đâu là sói. Bà Ginny đã dùng Tatalia và Solozo để làm lá chắn. Những kẻ này phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của gia đình Corleone. Sức mạnh của bà Ginny luôn nằm trong màn sương mù, nhưng mà bây giờ màn sương mù đó đã tan biến. Từ buổi họp này trở về sau, tổ chức mafia của bố già có thể nhìn thấy được kẻ thù thực sự và không còn phải chiến đấu với ở những con rối nữa. Tổng lực để tấn công một mục tiêu lớn lúc nào cũng dễ thắng hơn là đánh dai dẳng nhiều mục tiêu nhỏ. Nhưng mà bà Ginny còn một sai lầm nữa, một sai lầm nguy hiểm nhất của các nhà cầm quyền. Đó là bà Ginny không nhận ra sai lầm của ông ta. Ngay cả khi đã vạch trần được quân át chủ bài, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng bà Ginny đang mạnh hơn tổ chức của bố Davito với vị thế vượt trội. Bà Ginny vẫn có cơ hội sửa sai những lỗi lầm của mình, nhưng mà thay vào đó, ông ta lại không nhìn ra và xác định được nó. Nếu như mà bà Ginny nhận ra rằng ông ta không còn đứng trong bóng tối nữa, ông ta có thể sẽ cảnh giác hơn và thay đổi chiến thuật. Tất cả những gì bà Ginny cần làm đó là về nhà suy ngẫm lại mọi vấn đề xảy ra trong cuộc họp. Nhưng mà ông ta lại không làm vậy. Chúng ta chỉ thấy sự kiêu ngạo của bà Ginny. Bạn hãy nhớ rằng, sự kiêu ngạo sẽ luôn tạo ra những lỗ hổng trong tư duy chiến lược của bất kỳ ai. Cụ thể hơn đó là mọi kế hoạch của bạn dù có kỳ công đến mức nào, chi tiết đến mức nào thì thế giới mà chúng ta đang sống luôn luôn biến đổi. Nên là kể cả trong lúc bạn đang thực hiện kế hoạch một cách suôn sẻ, bạn vẫn luôn phải tính toán dự phòng những phương án mới, những phương án có thể bất chợt nghĩ ra chứ không hề có nằm trong kế hoạch ban đầu. Điều này cần đòi hỏi sự tỉnh táo, sự suy tính liên tục, không chỉ mỗi khi gặp khó khăn hay là trở ngại, mà ngay cả khi bạn đang gặp vận may hay là thăng tiến liên tục trong công việc. Hãy nghĩ về nó và đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy. Đây là một trong những bài học từ ông chủ Michael. Mình đã làm video ở góc trên cùng bên phải. Nếu bạn trở thành một con người sống cẩn thận hơn, bạn sẽ không bị choáng ngợp bởi những hoàn cảnh éo le đến với cả cuộc sống của bạn, vì bạn biết thời điểm nào bạn nên dừng cuộc vui. Hey, come on, scram! Trong cuộc sống của bạn cũng vậy. Mình tin là một người có tinh thần bi quan sẽ luôn có cuộc sống tốt hơn một con người có tinh thần lạc quan. Vì người bi quan luôn mường tượng ra những tương lai tồi tệ, và chính những suy nghĩ đó giúp cho người ta lường trước được những khó khăn và thử thách trong tương lai. Điều đó giúp cho chúng ta dự tính được các phương án, phòng trừ những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhắc cho anh em, mình vẫn luôn mở kênh hỗ trợ tất cả những vấn đề liên quan đến shop phụ kiện mafia. Anh em có thắc mắc gì khi đặt hàng có thể liên hệ thẳng cho mình hoặc là qua Zalo của shop để được tư vấn. Kể cả là chọn hộ cho anh em những món quà phù hợp với ở những nạn nhân xấu số vừa bị anh em tiễn đi tế trúc thì bên mình cũng tư vấn hết. Mình sẽ để tất cả link thông tin ở phần chú thích. Xin chào và hẹn gặp lại. You can act like a man. What's the matter with you? Is this how you turn down a Hollywood Pinocchio that cries like a woman?